23 này. Tiếp tục trả máy cho anh em các bác nhé. Đây là con 36 phép thì nguồn 12V này. Đấy. Về Châu Thành Đồng Tháp anh em nhé. Con này máy thì có 5 chế độ. Một chế độ số 1 là trắng, số 2 đánh một vạt tổng hợp này. Số 3 đánh thả cáp và thêm về con da trơn này. Số 4 thả cáp thêm về tổng hợp anh em nhé. Đấy. Còn chế độ nì là để anh em bận quá nên là chỗ nên nì. Đấy. Nhưng mà từ anh em không dùng chế độ nì đâu. Đấy. Đây thì có bóp này, vợ này. Đấy. Em test nhé, test cho các bác xem này. Con này về Châu Thành Đồng Tháp anh em. Đây nguồn mình cấp trước nhé, chế độ số 1 này, mình gắn trắng này. Đấy, trắng anh em cho tần số nhỏ nhá. Đấy, đấy này cả trắng này. Đấy, khi nào mà anh em thích đánh thiên cả tổng hợp, cả trắng, cả rô phi, cả nóc chê thì anh em bạn lên số 2 nhá. Số 2 đánh vật tổng hợp này, con ôm lên 90 giờ. Đấy ok. Và số 3 là anh em đánh cáp thêm này con cá trạch này, cá chê này, cá chê đồng. Đây là tần số nhỏ nhất này. Anh em vặn lên tầm khoảng 8 giờ quay đầu nhé. 6 7 giờ thôi, đánh cá chê cá trạch thì anh em vặn nhỏ thôi. Đấy. Cá trạch. Cá chê thì mình còn da trơn này. Còn khi là anh em muốn đánh tổng hợp các loại cá thì anh em vặn lên số 4 cho mình nhé. Đấy, số 4 này. Đấy, tần số lên 8 giờ. Cái này, chế độ này thì đánh tổng hợp hơn chế độ kia. Máy thì mình lắp cho anh em 4 cột gió nhé. Bàn này cho nó mát. Máy cho nó êm. Đấy. Con này anh em đánh cáp đánh vào, đánh vào chế độ phi phát 1 cho anh em nhé. Đơn giản này. Con này về Châu Thành Đồng Tháp này. Đánh vợt này. Anh em mặc chế độ đánh vợt này. Lúc khi anh em phát là nộ đi nha. Máy thì gọn gàng chắc chắn rồi anh em, dây cáp, dây kẹp bình to. Quay tách đầy đủ. Đấy. Anh em có nhu cầu về máy nhé, hay cần tư vấn thì alo em nhé. Số điện thoại 0985 932 336. Chào các bác, chào anh em nhé.